đây là cái chiếc tàu là dạng như là dạng mini thôi, và ghế này mình ngồi cái cảm giác nó rất là, và đây là một cái chiếc tàu của hãng Yamaha ha. Tàu tại tại Mỹ nha, Bùi Hồ không có tiền mua mà anh là mua. Rồi xin cũng, chào ha. Dạ cũng đúng lúc vậy thôi, cũng đúng lúc mà mình thấy làm cái clip này luôn. Sẽ cùng với Bùi Hồ đi đến một cái nơi mà bán tàu hết hả? Bán tàu, bán ô tô vậy đó. Dạ. Lại đó mua một chiếc hay sao? Chắc kiếm mua một chiếc chơi vậy đi. Hứng hứng là mua đại chiếc đó. Một hành trình dài thì Bùi Hồ với anh Minh đang có mặt tại nơi đây thì người ta sẽ bán gì anh Minh? Bán ô tô, bán tàu, bán mấy chiếc xe mà đi lái qua đường núi vậy đó, xe bốn bánh mà chạy núi chạy sình vậy đó. Dạ. Đúng, mua chiếc tàu. Mua chiếc tàu. Chiếc xe của anh Minh là có thể là ở ngoài sau có cái cơ móc kéo á. Hồi xưa có chiếc tàu, giờ nhớ mua chiếc tàu lại đi. Dạ. Đây là những cái chiếc xe leo núi hả? Sa mạc thì đó. Loại này đây. Còn bên đây là bán tàu ha. Đây tàu. Cái loại bự thì thôi. Chiếc xe này là chiếc xe gì em ví dụ? Em không gần lắm. Chiếc xe này thì giống như mình đi ra ngoài chơi chạy trên sa mạc thì đó. Cát à, trên cát. Ừ. Dạ. Chạy mấy cái này ra mấy cái đường mà không có đường lộ á, thì mình chạy mấy cái này nó. Cái chiếc xe này là bao nhiêu anh? Đây 20 ngàn thì nó cũng nó xuống là 18 ngàn. Bình thường giá của nó là giảm 2.500 đúng không? 2.500 thì nó còn bình thường là nó 21 ngàn. Đúng, nó giảm. Còn 18 ngàn, 20 ngàn thì khoảng tiền Việt Nam thì nó khoảng 500 triệu. Đó, chiếc xe này ở Việt Nam chắc có nhiều tay chơi chiếc xe này lắm mà. Thì ở đây chạy mấy cái đường ra ngoài á, chơi bao địa hình luôn. Chơi sình chơi gì đó là nó. Ở đây Mỹ người ta thích đi chơi sình lắm. Thích chơi xe này. Nhìn cái bánh của nó này cô bác anh chị, thấy cái bánh của nó kinh khủng không? Không biết thì động cơ của nó mấy chấm hành ha. Thường cái này không rành. Dạ. Mà nhìn nó hầm hố lắm nha. Mình không phải kiếm chiếc tàu này. Mình không phải cái loại mà đẹp đẹp chút. Ở bên kia. Kia là chiếc xe luôn hả? Chiếc xe luôn. Xe luôn. Dạ, rồi ra sao ha? Đây là nơi mà người ta bán đấy những cái chiếc xe mà người ta để chạy đi chơi. Mấy chiếc tàu này cũng là chiếc tàu nhưng mà chiếc tàu này để mình lái trên cái mặt hồ gì lái chơi. Lái trên hồ đúng không? Yeah. Chạy chậm thôi. Chạy chậm lái mà trên nó party hay là cái gì đó. Chơi cho vui qua ngày ok. Yeah. Một cái chiếc xe này nè cô bác có chị thấy thì nó cũng có 19 ngàn, lúc trước thì nó 26 ngàn, nó sale lại á, giảm giá bớt 7.400. Mà nhìn chiếc xe này nó hầm hố ghê á, cái bánh của nó dưới cái phuộc của nó kìa, phải không? Ở đây là cái gì anh? Đây là đi ra ngoài chơi thì cái đường nó đâu có bằng giống như đường lộ của mình, nó sẽ nhúng cho người này cầm để đừng rớt ra ngoài. Cái đây là cái chỗ vịnh, còn bên kia là tài xế ta lái vịnh rồi, hai cái vịnh đó. Ở đằng sau này cũng có hai cái thanh vịnh luôn ha. Bốn người. Cái xe gọi là xe địa hình đó. Chính xác đó là xe địa hình. Không biết rồi, Việt Nam người ta có đi chơi mấy cái này mình không có rành, nhưng mà ở Mỹ này thường thường mấy chiếc này thì mình không có lái trên đường lộ gì được, mình phải kéo. Nó có cái xe kéo mình bỏ lên trên, mình chạy lên trên đó rồi mình dùng chiếc xe mình kéo nó ra ngoài. Chứ mình chạy trên mặt lộ này bị phạt. Dạ hả? Có nghĩa là xe này nó không có được lưu thông trên cái đường lộ này. Trên đường lộ được. Mà nó chỉ là lưu thông ở trên cái những cái địa hình như là cát, đồi núi đó thôi. Đi ra ngoài đó không có đường á. Dạ. Mà không có đường nó muốn chạy sao chạy. Dạ. Hay ha. Ấy cô bác quý chị thấy một cái chiếc xe nó hầm hố ghê chưa? Xe này dành cho hai người ngồi. Và một cái chiếc xe này nữa giá tiền thì nó không có cao lắm. Đây. Có một cái hai cái ghế nè ha. Có nước rồi, giống như là xe ngoài trời á, xe địa hình ngoài trời. Ở đây xe này là xe ba bánh nha cô bác anh chị. Ở đây một bánh, ở đằng đây hai bánh, nữa là ba bánh. Và mình có thể mình trải nghiệm, mình lên đây mình ngồi với chiếc xe này sẽ lên trải nghiệm với chiếc tàu này.
Đây là một cái video mà vừa hộ chia sẻ cho cô bác của anh chị biết được luôn nha. Ở đây cái ghế nó mềm. Đây đây là cái ghế để mình ngồi mình lái cái chiếc tàu. Đây là cái chiếc tàu là dạng như là dạng mini thôi. Và ghế này mình ngồi cái cảm giác nó rất. Và đây là một cái chiếc tàu của hãng Yamaha ha. Đây là cái khoang ngoài trước nè, sau khi mình chạy có thể ra ngoài trước để ngồi uống để làm cắm trại ở trên tàu á. Có một cái mái che ở trên nữa nè. Không biết thì ở Việt Nam cô bác quý anh chị gọi cái chiếc này là chiếc gì ha? Nó nhìn thân hình nó giống như một cái chiếc cano, nhưng mà ở trên này lái nè. Cô bác anh chị biết thì anh Minh anh đang có một cái chiếc này, và anh mua thì cũng khá là lâu rồi. Số tiền của nó thì khoảng 20 ngàn. Số tiền của nó là khoảng 20 ngàn, 17 ngàn cộng thêm ở đây 2.300 nữa là khoảng 20 ngàn. Thì anh sẽ quyết định là sẽ đổi cái chiếc này nè, sẽ đổi cái chiếc giống vậy, và cái chiếc của anh chị nó bự hơn, và anh sẽ mua cái chiếc ở đằng kia cho gia đình cả 4 người đi cho tiện. Chắc có lẽ vì lúc trước thì anh với chị thì trải nghiệm cái chiếc này thì nó hợp lý, và sau này thì gia đình của anh có 2 người con nữa thì anh với chị sẽ mua một cái chiếc kia cho cả 4 người luôn ha. Ta sẽ phân loại ra các dạng tàu. Thì cái tàu nhỏ nhỏ trên này nó dài chỉ có 19 feet thôi. Ở đây thì 22 feet, 25 feet, 27 feet. Và cái tàu ở dưới này cuối cùng ha. Thì mỗi một hàng tàu như thế, giờ cái chiều dài rồi những cái nội thất ở trên tàu nữa thì nó khác, nội thất nó xịn hơn thì giá tiền nó cũng sẽ xịn hơn, khác nhau đó. Ví dụ như buổi hồ để chia sẻ cô bác anh chị thấy như cái chiếc tàu này đi đó, chiếc tàu này thì đó thì mình sẽ có một cái nơi này nó lên đây thấy nó sang hơn là đúng không. Ở đằng sau này có những cái hộc mà mình sẽ để đồ, còn cái chiếc tàu ở bên đây nha. Cái chiếc tàu ở bên đây á thì cái khoang của nó, cái vùng máy nó lên đây thì mình thấy nó khoảng chứa khoảng mỗi một chiếc tàu như vậy á chứa khoảng 8 người nha. Chứa khoảng 8 người và mình lên đây đó, mình không có bước lên, đứng ở như này chia sẻ cho cô bác anh chị thấy nè. Đó, có những cái hàng ghế 1 2 3 4 5 6 7 8 người ở đây. Chiếc tàu này thì nó khoảng hơn 10 người cô bác anh chị. Cái chiếc tàu này thì chiều dài của nó dài hơn, và khi mà đi câu cá hay gì đó thì sẽ được nhiều người hơn. Mỗi loại tàu khác nhau thì nó mỗi giá khác nhau, và ở đây nó có nhiều loại màu này, nhiều cái option để cho mình lựa chọn á, thì cô bác anh chị có thể lựa chọn chiếc tàu nào cũng được nha. Và bây giờ thì lại gặp ông anh của mình đang lựa một cái chiếc tàu nhỏ nhỏ xinh xinh đằng kia kìa. Chiếc này thì mình đủ khả năng chơi, mà tại mình không có lái nhiều á. Thì cái này mình có thể đủ khả năng chơi được. Còn chiếc kia thì tới gần cái 100 ngàn rồi. Mua chiếc tàu mình gia đình có 4 người là sao mua mắc chi, mình đâu phải là triệu phú gì đâu. Cũng ok thôi, mấy cái này vừa thôi, mình sống nổi kia. Qua đây tí xíu anh. Cái chiếc tàu này anh sale anh nói giá là sao? Nhiêu? Chiếc này là 89 à. 89,000. Dạ 89,000. Chiếc này là 89,000. The lowest they start go out the doors like 84. Nó to. Thì anh quyết định là anh sẽ mua cái chiếc bên đây. Chiếc này là chơi được. Ở nhà anh có một cái chiếc tàu nhỏ nhỏ rồi. Chiếc dạ. chiếc như này, mô tô nước. Mô tô nước ha, chiếc này. Mình có thể, mình không cần nữa thì đổi vô chơi chiếc lớn. Mình có thể mình đổi lại được không? Đổi lại được. Cái chiếc bên đây là 49 ngàn, 50 ngàn. 49 ngàn. Vậy thì mai mốt kéo nó về luôn hả? Kéo bữa nay cũng được. Bữa nay nó còn làm giấy tờ là thứ bảy rồi. Nếu làm giấy tờ xong thì thứ hai mới lấy được. Và đây là một cái video mà Bùi Hồ muốn chia sẻ cô bác với anh chị rằng là Bùi Hồ cùng với lại anh Minh sẽ mua một cái chiếc tàu nữa, chiếc tàu để mà cho anh cùng với gia đình trải nghiệm ở trên hồ hả? Biển cũng được. Trên biển. Chiếc này đi biển được. Nhưng mà lái chiếc này có cần bằng lái không? Cần. Mình cần cái lớp học mà để cho biết là lái làm sao, hướng nào sao đó. Biết cách lái chứ không phải là cái gì cũng cần. Cần một lớp. Nó không phải bằng lái như bằng lái xe nhưng mà cũng có bằng. Thôi thì bây giờ để cho anh trao đổi với cái anh sale này tí xíu nữa. Đây là
một anh đang đợi. Ngày hôm nay là một ngày mà trải nghiệm cùng với anh mua tàu ngay tại tại Mỹ nha. Bùi Hồ không có tiền mua mà anh là mua. Rồi xin chào cũng, dạ. Cũng đúng lúc vậy thôi, cũng đúng lúc mà mình thấy làm cái clip này luôn. Chia sẻ cho cô bác anh chị biết được luôn ha. Có màu xanh, mình lấy màu xanh tại màu xanh nó chưa, nó còn ở trong cái tủ cái hộp á, nó chưa tháo ra. Mình không có thích cái màu này, cái màu xanh nó màu xanh đậm. Đẹp. Bữa nào có anh tậu luôn chiếc xe đó anh chở em đi chơi. Cái đó hả, cái đó mình không khoái. Qua đây đi xíu nè. Đây, đây chiếc xe này anh không thích chiếc xe này hả? Cái này anh không thích. Anh chỉ thích chiếc tàu thôi. Anh mình là vua tốc độ. Cái này cũng không có cũng nhanh nhưng mà không có nhanh quá. Nhưng mà cái chiếc này được lưu thông tự do trên đường hả? Được, cái này lưu thông trên đường. Vậy hả? Cái chiếc này khoảng 40.000 á. Nó bằng với chiếc tàu của anh á. 40 hả? Lúc nãy em tưởng đâu là chỉ có 5.000 thôi, nhưng mà cái giá của nó là giá 5.000, đó là giá đậu xe rồi như thế nào đó. Vậy nó cộng thêm khoảng 5.000 đó nữa. Tại anh đó bây giờ cất mấy chiếc này nó cũng mô tô là tại sao phải ngồi dính nó, mình lái thì cũng bị kẹt đường, còn mô tô hai bánh thì mình không cần phải kẹt đường. Thì nhà anh cũng có một chiếc đó, xưa cũng chạy từ bắt đầu lái năm 2005 cho tới giờ đó. Ở đây là một video khá là sang xịn mịn của Bùi Hồ cùng với lại anh Minh nha. Thì Bùi Hồ cùng với anh trải nghiệm mua tàu ngay tại đây thôi. Chứ Bùi Hồ thì không có tiền mua. Thì rất mong cô bác quý chị thấy những cái video clip của Bùi Hồ hay á, thì cô bác quý chị nhớ cho một lượt like và một lượt chia sẻ. Còn bây giờ thì để cho anh nói chuyện với anh Seo để mà tậu cái chiếc tàu đó đi về. Để làm giấy tờ cái. Đã nói đến kiểu là đồ chơi thì thứ gì cũng phải tốn tiền. Khi mà mua chiếc tàu xong đúng không, thì anh Minh là mình bắt buộc mình phải mua những cái này phải đem theo trên tàu nè, đúng không? Khi mình phải đem nước uống, rồi đi một ngày rất là nóng ở bên ngoài biển thì mình mua cái này để nước đá, rồi mấy cái lon nước hay chai nước gì á. Rồi nó cũng có loại cái mấy cái này thì nó làm cũng có loại cho mấy cái chiếc jet ski à. Mấy cái này để lên thì nó tùy theo cái size, có lớn có nhỏ vậy. Cái chiếc này là 7.300.000 đô, là cái túi này 7.500.000 thấy cũng được ha. Có nhiều loại túi ở đây là bằng nhựa có nè, rồi bằng vải dù có. Không biết thì em không biết, thắc mắc hơn tí xíu này. Thì đối với cái chiếc tàu cá nhân của mình á, thì mình bảo hộ an toàn cho mình là đúng rồi. Tuy nhiên mình khi mà cảnh sát biển đi, họ thấy mình chạy chạy một cái chiếc tàu của mình mà mình không có mặc áo bảo hộ đó thì họ có phạt mình không? Họ kêu mình mặc lên. Chừng nào không có thì họ sẽ chắc có lẽ kêu mình về. Chứ mà không có phạt. Tùy theo cảnh sát, mỗi cảnh sát khác nhau, cũng có thể họ phạt. Nhưng mà mình chưa bị qua, chưa biết. Đây cô bác chị rất là nhiều cái thiết bị ha. Cái này là phụ kiện đính kèm thôi. Nhưng mà phụ kiện cho những đồ chơi xa xỉ thì nó cũng phải xa xỉ. Và đây là tất cả các mặt hàng, cái áo phao á, áo phao của Yamaha. Một cái chiếc áo phao này có giá là áo phao này bao nhiêu ta? 109 đô, 110 đồng. Đó, áo phao rất là đẹp ha. Đây, áo phao màu đỏ cũng có nữa nè. Nói chung là ở trong đây là nó nói về đồ chơi để mà đi biển hay là để đua xe thì nó không thiếu thứ gì hết trơn á. Đây là áo bảo hộ để mình đua mô tô nè, nguyên bộ đồ bảo hộ. Cái nón này ở đây mắc không anh? 200 mấy, 300 mấy, 400, 500 cũng có, tùy theo cái loại. Cái nón này có 115 mà. 115, nhưng mà nó cũng có cái loại 500 cũng có. Cái này thì mấy mô tô này chơi chơi chạy trên mặt đất á, nhảy gì á. Xình gì cũng chơi. 115 đô á. Cái kia trong kia mấy mô tô trên đường á, chạy theo lộ mới mắc. 500 thì cũng có. Đây của anh chị thấy không? Ở đây là 150, cái nón này thì 150 đô. Ở Việt Nam thì nó có những cái nón như thế này, nó giá cũng tương đương như thế này. Và phải mua găng tay bảo hộ để đua mô tô. Nói chung nói về đồ chơi ở trên sa mạc, địa hình thì có xe
địa hình, còn nói ở với biển để có đi trải nghiệm câu cá hay là đi biển gì đó thì cũng có đồ bảo hộ và có những cái thiết bị nó cũng giống như vậy á. Nói chung là không có thiếu gì, chỉ có là mình không đuôi không có nhiều tiền để mình mua hết tất cả này, mà mua hết thì tính ra cũng nhiều tiền ha anh Minh ha. Nhiều quá. Dạ. Nãy giờ thì ở đây đợi để mà qua đây tham quan để anh mua thêm một số phụ kiện để mai mốt đi cho nó an toàn. Và bây giờ thì Bùi Hồ cùng với lại vợ chồng anh Minh cũng sẽ đi kiếm cúng chiều anh ha, để kiếm một cái món gì ăn. Và thưa với cô bác anh chị thì anh Minh cũng đã đặt cọc để mua chiếc tàu xong rồi. Tuy nhiên thì Bùi Hồ con gái là Bùi Hồ phải quay về lại Việt Nam trong những ngày tới. Thì hôm nay thì anh với chị dẫn Bùi Hồ đi ăn một cái món, cái món mà cô bác của anh chị nghe cũng khá là lạ. Món gì anh Minh ha? Cái gì em? Cái món ăn của người Trung Đông á. Món ăn của người Trung Đông á. Qua đây thì Bùi Hồ được trải nghiệm những cái món ăn của Mỹ, của Việt Nam, của Mexico, và hôm nay là món ăn của người Trung Đông. Coi như là mình ở Việt Nam thì người ta sẽ gọi cái câu là mình rửa cái chiếc tàu. Dạ. Anh có nghe từ đó không? Không biết cái từ đó. Ở Việt Nam thì có mua những cái ví dụ mua một chiếc xe mới. Dạ, mua một cái gì đó mới mới mình không có giá trị á thì người ta sẽ dùng từ là rửa. Người ta ăn mừng, mình ăn chúc mừng vậy. Dạ, ăn chúc mừng á. Thì thì có giống vậy không anh? Ở đây hả? Chắc cũng có vậy thôi. Nhưng mà nó không có tùy theo người. Anh không bao giờ nghĩ là ăn cái gì chúc mừng, mình thấy muốn ăn thì mình ăn vậy thôi chứ không có chúc mừng gì hết á. Dạ. Đây là một cái video clip mà một buổi hội cùng với lại anh và chồng anh trải nghiệm, cũng như là đi tham quan tàu nè, rồi những cái xe địa hình nè, rồi thưởng thức món ăn, rồi cô bác anh chị sẽ thấy nó có một cái chuỗi video này, nó sẽ có nhiều màu sắc khác nhau, chứ không phải là cứ tối ngày là đi ăn cơm với lại ăn mì gói. Thật ra là cô bác anh chị hãy chờ đợi, phải nói là cứ đợi Bùi Hồ sẽ quay những video gì ở nước Mỹ cho cô bác anh chị xem. Mình là người Việt Nam thì mình phải giữ một cái gì thuần Việt Nam nhất anh ha. Em ví dụ như là em đi đâu cũng thích món canh chua cá kho. Ăn đi bao lâu giờ thì lại thèm kêu gia đình nấu món đó à. Còn bây giờ lội vô một cái nhà hàng là lạ đi. Cái nhà hàng này tên gì anh? Đọc tiếng Anh nó là tên gì ạ? Georgie's. Nhà hàng Trung Đông, món ăn gọi là ở địa Trung Hải á. Cái này anh không có dịch được rồi, anh biết tiếng Việt đâu. Cái tên này danh từ riêng mà, mình đâu có dịch được. Thôi bây giờ mình vô trong ha. Vô trong thử coi. Nó cho mình hai món, two right? Cái này là dưa leo hay sao? Dưa pickle. Nó cho mình một món này với một món thịt hả? Let's try the hummus. Hummus thì người ta ăn với cái bánh. Thôi bây giờ em ăn thịt dê thử đi. Chị lấy rồi mà nó cho mình hai cái side dishes. Cái này là dưa leo này gì chị? Cái này là giống như turmeric, cái củ cải. Giống như cái cải chua của mình nữa, cái cải salad. Này là cải salad. Này là khoai tây á. Khoai tây. Lấy món nào vậy? Cái này là các món trộn lại, mix lại nè. Trộn lại. Chị lựa đi, chị chọn giùm em. I'll just get the hummus. And then I'll get the tablet. Cái nhà hàng này mình order tại quầy. Rồi sau đó thì họ mới làm cái món ăn và cái không gian của nhà hàng cô bán. Ở đó rất là nhiều món luôn ha. Anh chị mà đi ăn cái món ăn của địa Trung Hải ở khu vực Trung Đông á. Cái này gọi là gì chị? Cái salad của người Trung Đông. Cái này hummus chị không biết là gì. Tiếng Việt Nam cũng biết. Đây, cơm. Cái này là thịt gà nướng. Rồi cái này là thịt cái giữa là thịt bò với thịt lamb, thịt cừu, thịt dê. Bằm nó xay á, nó mới làm ra nướng. Và cái này là thịt thịt dê. Thịt dê nướng. Hai phần giống nhau. Đồ cái này thì gà với thịt là bò xay với dê xay giống nhau, khoảng đây là thịt bò thôi. Còn ở bên đây thì side dishes thì lá nho ráp với gạo với salad.
Thôi em mời cả nhà ha. Thôi mình chia ra đi chị, em ăn hết rồi. Ăn nhiều luôn đi. Chị không ăn đó. À quên rồi. Ăn nhiều luôn đi sao? Cái bánh mì này á, mình ăn á, mình kẹp cái này, bánh mì này thì mình có thể để kẹp với thịt hay là mình chấm với cái hummus thì cũng được. Mỗi một phần như vậy là có thêm một cái bánh mì này. Một phần như thế này là bao nhiêu đồng chị? Bao nhiêu? 20 đô. Luôn cho biết luôn. Ở đây còn có một. Đây chị nói là giống như salad vậy á. Cà chua, ở đây có cà chua nha cô bác chị. Lá gì vậy? Họ cho em có ăn một cái muỗng. Cái nào muỗng hả? Dạ. Không có muỗng đây nĩa. Ở đây ăn nĩa rồi hả? Đó đây đúa không? Và mình sẽ ăn nĩa nha. Ăn một miếng thịt này trước. Em mời anh. Thịt dê. Cái này là mình khỏi chấm ha. Mình ăn nguyên thủy rồi đó. Mình chấm này hay cái này cũng được. Hay là với cơm gì đó. À, cái này là lá nho nha, với lại cái trái nho. Bây giờ mình sẽ ăn miếng thịt dê trước đây. Cái thịt dê ở đây thì họ sẽ tẩm ướp như thế nào hả cô bán chị? Đấy em mời anh. Bây giờ thì họ làm vẫn còn nặng mùi nha. Mùi giống cơm nếp đó. Hộp cơm này giống cơm nếp. Đây còn cái miếng này của mình đã chấm vô đây. Còn không? Miếng này là miếng gì chị ha? Gà nữa. Có nữa dùng tức gà. Học cơm nó ngon lắm. Hình như là bùi hồ cũng đã nhận dạng lại. Cái món ăn của trung tâm á. Nó sẽ vậy á. Cái này là gì, quấn lá nho chị ha. Thịt heo hay thịt bò? Trong cái gì nó có gạo, này kia nó có. Cái món này là món lạnh. Món này là món nóng nè. Cái này là món lạnh. Ở ngoài là quấn lá nho. Ở trong giống như là khoai tây nghiền á. Còn cái này là bánh mì. Cái bánh mì chấm với cái hương nước thịt. Chấm với hương. Đây là tất cả các loại rau mùi á. Rau mùi với cà chua. Họ sẽ nặng vô một tí chanh. Thì mình ăn nó bố. Nó giống như là cái món gỏi của Việt Nam. Giống vậy. Nhưng mà mọi thứ á, mình ăn mình trộn lẫn với nhau á, thì đây là một trong những cái khẩu vị rất là vừa ăn với cái khẩu vị của mình luôn. Ở đây là giống như là thịt dê người ta sống khói nha. Và đây còn rất là nặng mùi luôn. Và cô bán với chị biết là dê mà làm mà xử lý mùi không được thì rất là hôi. Rất là ngon. Cái phần này là thịt heo thôi chị.
bọc thay nhau rồi rất là ngon. Có một thông tin mà Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác anh chị á, là ở khu vực Trung Đông á, là đa số người dân ở Trung Đông họ đều sống theo đậu hồi. Mà người dân đậu hồi thì họ sẽ ăn thịt, không ăn thịt heo, và họ chỉ ăn thịt bò thôi. Và vì họ cho rằng cái con heo là một con vật dơ họ không ăn. Còn những người ở Ấn Độ á, theo đạo Hindu á, thì lại không ăn thịt bò mà lại ăn thịt heo. Đó. Còn Bùi Hồ thì đụng về ăn đó. Đó, có gì đụng đó. Và người Trung Đông đối với những cái thực phẩm mà họ đóng gói nha, thì họ có một cái chữ trên cái thực phẩm đóng gói, đó là chữ halal. Vì trước khi con vật đó giết á, thì họ sẽ đọc một cái bài kinh cầu nguyện. Hôm nay thì Bùi Hồ ngồi ở một cái nhà hàng Trung Đông ngay tại Mỹ, thì sẽ chia sẻ cô bác anh chị mà có hành hương về cái khu vực Trung Đông ở Ai Cập, Xứ Út, các tiểu vương quốc, các tiểu vương quốc Ai Cập á, thì cô bác anh chị sẽ không bao giờ thấy người dân họ ăn. Thịt heo. Và cái món nổi tiếng nhất của người Trung Đông và người làng Chăm ở ngay tại An Giang á, thì cái nó món tung lò mò, nó là lạp xưởng bò. Còn đây là hai loại thịt, người ta sẽ trộn lại rồi người ta sẽ nấu mình ăn nướng. Nhưng mà nó là ngon thật, ngon. Nói chung là khẩu vị của Trung Đông á, thì họ cũng cảm thấy rất là dễ ăn. Hôm nay là một ngày đi kiểu như là đi rửa tàu của anh Minh. Chia sẻ cho cô bác với anh chị biết nè, Bùi Hồ với anh Minh với lại chị, nhưng mà chị thì không thích lên thần, nên là nữa là anh em mình coi như đi ở Việt Nam gọi là đi rửa tàu á, là rửa tàu bằng nước thì rửa tàu bằng nước ăn, còn là ăn mần á. Bây giờ chắc có lẽ là hai anh em sẽ rửa nước tiếp những cái món ăn này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ha, chúc mừng anh Minh nha. Rồi, cảm ơn.